Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2022, phát trên sóng FM tần số 88,3 MHz của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều. Chương trình hôm nay sau phần tin, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Hạ tầng giao thông mấu chốt thúc đẩy liên kết vùng ở Đông Triều. Tiếp đến là chuyên mục khám phá trong tuần với bài Đổi thay trên vùng đất chiến khu xưa. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Chiều ngày 23 tháng 8, tại trụ sở tiếp công dân thị xã, đồng chí Nguyễn Quang Đán, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã có cuộc làm việc đối thoại với đại diện hai hộ gia đình là bà Hà Thị Truyền, trú tại thôn Tân Thành, xã Việt Dân và hộ ông Bùi Văn Thành, thôn Thành Long, xã An Sinh, thị xã Đông Triều. Hai hộ gia đình nêu trên khiếu nại về các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án công viên nghĩa trang nhân dân xã An Sinh như toàn bộ diện tích thu hồi thực hiện dự án là đất trồng cây lâu năm, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm, do đó phải bồi thường 100% giá trị đất và các tài sản trên đất, đề nghị bồi thường thiệt hại do mất thu nhập vì không được canh tác trên diện tích bị thu hồi từ năm 2017 đến năm 2020. Đề nghị Quỹ Máy ấm Tình thương thị xã hỗ trợ xây sửa nhà năm 2022 tại các địa phương Yên Đức, Yên Thọ, Hoàng Quế, Hồng Phong, Đông Triều, Thủy An, Tràng An và Bình Dương. Các gia đình phụ nữ trên đều có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm và thu nhập ổn định, hiện đang sinh sống trong những ngôi nhà tạm không kiên cố. Sau khi khảo sát, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã sẽ họp bàn thống nhất lựa chọn 3 hội viên phụ nữ để hỗ trợ xây sửa nhà từ Quỹ Máy ấm Tình thương thị xã với số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng một hội viên. Tại các gia đình đến thăm khảo sát, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã trao tặng mỗi gia đình hội viên phụ nữ một chiếc quạt điện, góp phần khích lệ tinh thần để chị em yên tâm lao động sản xuất, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ủy ban Nhân dân phường Kim Sơn vừa tổ chức ra mắt mô hình an ninh cơ sở theo tinh thần nghị quyết của Thị ủy Đông Triều về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự giai đoạn 2021-2025. Theo kế hoạch, mô hình an ninh cơ sở sẽ là một bước cụ thể hóa nhằm thực hiện hiệu quả kết luận của Ban Bí thư khóa 12 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Giai đoạn 2021-2025, thị xã huy động được 7.830 tỷ đồng để hoàn thiện hạ tầng đô thị, hạ tầng phục vụ sản xuất, nâng cấp hệ thống hạ tầng xã hội, nâng cấp các khu dân cư cũ trong nội thị, quy hoạch và xây dựng một số khu dân cư đô thị gắn với thương mại dịch vụ. Trong đó, ưu tiên nguồn lực nâng cấp hạ tầng cho 4 xã Bình Dương, Bình Khê, Thủy An, Yên Đức lên phường. Trong tương lai gần, khi trở thành thành phố thứ 5 trực thuộc tỉnh, Đông Triều sẽ có thêm thế và lực mới cho quá trình hội nhập, phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế là động lực phát triển khu vực phía Tây của tỉnh. Nhìn lại những bước đi của quê hương, ông Nguyễn Quang Nhạ bày tỏ niềm tự hào, từ một huyện nông nghiệp, Đông Triều đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ, trở thành thị xã nông thôn mới đầu tiên trong cả nước. Xã Việt Dân là một trong những xã nghèo nhất thời bao cấp, nay cũng đã là xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên. Cả xã là vườn cây ăn quả, xen lẫn những biệt thự mái ngói đỏ tươi. Màu xanh cỏ cây hòa với những ngói đỏ như một bức tranh lụa hữu tình. Dưới đôi bàn tay, sức lực trí tuệ của người Đông Triều, quê hương đang đổi mới từng ngày. Lưu đi, công việc sức khỏe, việc học của trẻ, hoài bão tương lai, lo ngắn tính dài, trăm ngàn câu hỏi, bảo vệ cả nhà, sống đầy thải ga với FWD, 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 tham gia ngay chờ chi. Bạn có thể tham gia ngay qua kênh tư vấn tài chính, các ngân hàng và kênh phân phối bảo hiểm kỹ thuật số. Bảo hiểm FWD, bảo hiểm dễ hiểu. Con gái, chúc mừng con đã đậu vào trường đại học con muốn. Bố mẹ sẽ tặng con một chiếc điện thoại mới nha. Lần trước bố đã tặng con chiếc Vivo i15 đẹp và bền lắm, nên con vẫn chọn Vivo mới nhá. Vậy bố mẹ sẽ mua cho con chiếc Vivo i22s có thiết kế khắc vân sáng laser mới nhất. Tôi thích thế. i22s sử dụng chip Mỹ Snapdragon 680, bộ nhớ RAM mở rộng đến 16GB mà giá chỉ có 5.990.000, đang được đồng loạt giảm giá 300.000 từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 9, trả góp lãi suất 0% đấy con yêu. Vivo i22s là nhất bố ạ. Vivo, chất lượng khẳng định thương hiệu.
Con gái, chúc mừng con đã đậu vào trường đại học con muốn. Bố mẹ sẽ tặng con một chiếc điện thoại mới nha. Lần trước bố đã tặng con chiếc Vivo i15 đẹp và bền lắm, nên con vẫn chọn Vivo rồi nhá. Vậy bố mẹ sẽ mua cho con chiếc Vivo i22s có thiết kế khắc vân sáng laser mới nhất. Tôi thích thế. i22s sử dụng chip Mỹ Snapdragon 680, bộ nhớ RAM mở rộng đến 16GB, mà giá chỉ có 5.990.000, đang được đồng loạt giảm giá 300.000 từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 9, trả góp lãi suất 0% đấy con yêu. Vivo i22s là nhất bố ạ. Vivo, chất lượng khẳng định thương hiệu. Công ty trách nhiệm hữu hạn Mây Tinh Lợi thuộc tập đoàn Graton của Hồng Kông hiện là một trong những công ty hàng đầu tại Hải Dương về lương thưởng, phúc lợi và môi trường làm việc chuyên nghiệp sạch sẽ. Để phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty cần tuyển 5.000 công nhân may ráp áo trong năm 2022. Công nhân may làm việc tại công ty Tinh Lợi được hưởng quyền lợi bao gồm được hưởng lương thời gian tổng thu nhập từ 9 đến 15 triệu đồng một tháng, trong đó lương cơ bản từ 5 triệu đến 6 triệu, thưởng Tết một tháng lương, hỗ trợ đi lại nhà ở từ 400 đến 600 nghìn đồng một tháng. Công ty có xe đưa đón đi làm hàng ngày từ các huyện trong tỉnh Hải Dương. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.